Đói à? À, Mích làm gì? Mích định làm gì qua đây? Nào. Nào. À, run rồi, chó sợ rồi. Chó gặp mồm to sợ rồi. Chó gặp quạ mồm to sợ rồi. Chó nhà Ngô sợ quạ nhà ông rồi. Chiến đấu sợ mà. Sợ, chó sợ. Sao? Ấy. Mỗi con một màu rất là xinh. Đứng lên. Ở đây để xuống kia để thả nha. Nào chọc. Các bạn thấy khung cảnh ở làng quê mình có yên bình không? Một hàng cây sa cừ cổ thụ dài tiếp tắp, hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt mắt. Ngày trước khi mà còn đường đất thì là hàng cây nó có ở hai bên cơ, nhưng mà khi người ta làm cái đường bê tông này thì người ta đã chặt bỏ một bên rồi. Cũng rất là tiếc, tại vì là cái hàng cây này thì nó gắn bó với rất nhiều thế hệ của người dân ở quê mình. Còn đây, hai bố con mình hôm nay thì vừa đi đón thêm hai thành viên mới rất là xinh xắn đang nằm ở trong này. Thì lát về nhà thì mình sẽ mở cho các bạn xem là hôm nay mình đã đón được thêm thành viên mới là con vật nào nhé. Thành viên mới đã về tới nhà các bạn nhé. Ua, Ngô à? Ngô thử đoán xem là con gì nào. Đây rồi. Ra đây ông mở cho mà xem. Wow, con Mích nó đang bới cái gì ở gốc bưởi đây. Mích đây. Con cùn. Đây, con. Ở đây xem nào. Đâu ạ? Đây rồi. Đây rồi. Đâu? Đây. Không cắn à, nó không nhớ mẹ nè. Không. Con này là con vẹt tí rồi. Tối không thấy cắn này nhỉ. Thấy con gì chưa? Vẹt tí rồi. Thế này là con gì mà vẹt? Ui, con vẹt đấy, không phải. Tối thế mà nhìn được à? Ô, u ám. Cố bán thêm con gì? Hello, các bạn nhá. Hello. Ơ, chào chú. Hello. Chính phủ. Đấy. Chính phủ. Đâu anh ông kia? Thấy chưa? Nó bay được đấy. Nào, muốn lên đặt điểm vậy nào. Được không? Được. Anh mới đợi con trời nó đang ngồi đây. Thấy chưa? Một chú yến phụng các bạn nhé. À, cho tiếp một con nữa ra. Ui, cắp đau quá. Ngàn trên nhỉ. Cháu, chạy đâu, cơ tổ. Ấy. Quay hướng. Dậy khỏe quá, Nào cụt, nào, lên. Ghê gớm quá. Lên, đây, đúng rồi. Ấy. Mỗi con một màu rất là xinh. Đứng lên. Ở đây để xuống kia để thả nha. Nào cho con đi xuống. Đứng lên. Thì cho hai cặp chim yến phụng vào chuồng nữa các bạn ơi. Có đứa nào đi xuống xem ông thả chim không? Cún luôn. Cho cả cún đi à? Đi. Cún không được cắp chim nhá. Nào Ngô dẫn đầu xem nào. Ngô có biết chuồng ở chỗ nào không? Đâu? À, chính xác. Trời, không mấy. Quả mà. Đợi tít thôi. À, quả đói rồi. Ui ôi cái mồm. Quả đói à? Tí anh cho ăn nhá. Ui ôi cái mồm ra đây xem nào.
Mồm ngoác ra. Đâu? Quả đói rồi các bạn ơi. Mình cũng quay với chó rồi. Đói à? À, Mích làm gì? Mích định làm gì quả đây? Nào, 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 mấy, nào. Nào, nào. Nào, nào, à run rồi, chó sợ rồi. Chó gặp mồm to sợ rồi. Chó gặp quạ mồm to sợ rồi. Chó nhà Ngô sợ quạ nhà ông rồi. Chiến đấu sợ mà. Sợ, chó sợ. Mày làm sao? Nó nuốt cả chó luôn đấy. Chó to thế mà. Mồm nó to lên kia cơ mà. Thấy à? Con Minh nói ăn kêu cái gì rồi? Ok, nó nhà đóng, thôi đóng cửa vào đi. Để lát cho quạ ăn sau, quạ đói rồi. Rồi thả chim đã để lên cho quạ ăn các bạn ơi, quạ đói rồi. Đấy, thêm hai cặp chim màu xanh ấy, trông cái chuồng chim nó cũng nổi bật hẳn các bạn. Có màu nọ màu kia mà. Đấy, như vậy là ngon lành cành đào rồi các bạn ơi. Tổng cộng là đã có 10 em chim yến phụng rồi. Không biết có phải là nó sắp đẻ hay không, nhưng mà mới hôm nay mình cứ thấy có hai cặp chim màu vàng ấy, nó cứ rỉa là tỉa tót cho nhau rồi nó bay lên cái tổ tre gáo dừa nó đậu ở trên đó. Thôi bây giờ thì để mình ra mình cho quạ ăn nhé, không mà quạ cũng đói rồi các bạn. Cơm trộn thịt băm đây rồi, bây giờ thì cho quả ăn cho các bạn. Biết là đói rồi, từ từ rồi ăn. Chết rồi, cún chanh của quả rồi. Cún chanh của quả rồi. Mình chơi về. Cún ra đi. Đi nó. Ăn cơm ngon không? Cún chanh à? Về đi. Nào, cún. Úi dồi ôi. Tí nữa thưa cho. Bây giờ phải cho qua ăn nữa. Hết chỗ rồi. Nào. Hết chỗ chanh rồi. Có 2 miếng là no à? Mồm. Nó làm miếng nữa nào. Rơi vãi ra đời rồi. Ăn gì mà rơi vãi đấy, mồm to đấy mà vẫn vãi ra ngoài. Ui dồi, cái lợi mới làm gì đây? Nào. Ui cái lưỡi. Đưa bố cái xì lanh nước để bố cho nó uống nước cái rồi. Nghèn hay sao ấy? Nghèn à? Uống nước. Đây. Đưa ra ngoài này nhá, ra ngoài này ăn nhá. Đi ra hẳn ngoài này ăn. Đi ra hẳn ngoài này. Đấy, đi ra hẳn ngoài này. Đấy, đứng đây. Đấy, đứng đây. Không đã biết ăn đâu bố. Nào, nước, mồm nào, nhà nước nào. Lấy cho bố thêm một xi lanh nước nữa mấy con. Cho bố một ít nước vào đây này. Đây một cái. Có biết lấy không? To. Con này có hiền không? Nào. Hoa. 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 Wow.
Cậu ăn nhiều mà ý, đống phân bé tí 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 thế. Nè, hám không ăn miếng nữa nè, uống nước. Nước. Ăn miếng nè, nè, cơm. Ăn miếng cơm nữa. Nào, mồm. 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 Tưởng là nó đói lắm mà hóa ra nó ăn được có 2-3 miếng thì nó không há mồm nữa các bạn ơi. Rồi cho nó vào đây đi ngủ, lúc nào mà nó kêu thì lại cho nó ăn tiếp vậy. Bây giờ mình cũng xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào.